Có một bạn tên là Đặng Nhung hỏi rằng: Kính thưa Thầy, con muốn hỏi là có cách nào luyện tập để bào mòn đi cái tôi của mình không ạ? Vì từ lúc con có người yêu của con khá là chiều con, nên con đâm ra nhiều khi hay tự ái và dỗi hờn, và mong muốn người yêu con phải xin lỗi con trước thì con mới bỏ qua. Con biết vậy là không nên, nên con mong Thầy chỉ giúp cho con cách luyện tập hàng ngày để bớt đi cái tôi ích kỷ này của chính mình đi ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Rồi, đây là một bạn trẻ hỏi Thầy rằng là bạn ấy làm cách nào luyện tập để bào mòn cái tôi của mình đi. Bạn ấy có một người bạn trai, và thế thì người bạn trai rất là chiều chuộng, cho nên là bạn ấy cũng lại sinh ra cái tính hay dỗi hờn để được chiều. Đấy, thế và khi mà dỗi thì lại bắt anh ấy phải xin lỗi trước. Thì cái chuyện này thì Thầy nghĩ chắc trong tình yêu tuổi trẻ thì thường là thế. Cái đấy là quyền của phụ nữ, con gái mà bao giờ chả dỗi chả hờn, chả nhẽ lại con trai dỗi hờn. Thường là con gái hay dỗi hay hờn, nghe không? À, nhưng mà Thầy nói này, lúc yêu á, mà được chiều nhiều như thế đó, là cẩn thận lúc lấy á, ngược lại đấy nhá. Những anh nào lúc yêu mà anh chiều nhiều, sau này lúc làm vợ anh là anh đòi ngược lại đấy, nghe không? Là lúc ấy là gay go. Đấy, Thầy thì Thầy cứ nhắc bạn này trước, lúc yêu mà hành anh ấy nhiều thì sau này ấy, lấy anh làm vợ anh thì anh hành trở lại. Là gay. Thế thì bạn Đặng Nhung này, bạn hỏi câu hỏi này nó đụng chạm đến cái việc cái tôi, thưa đại chúng. Cái tôi là việc rất lớn, mà đây tất cả chúng ta cũng đang chạm tới cái tôi đấy. Tu học Phật Pháp là đang đụng vào cái tôi của chính mình. Tu học Phật Pháp là đang bào mòn cái tôi của mình đấy, mòn dần đến khi mà hết mất cái tôi. Bào dần, nó mòn dần đến lúc là không thấy cái tôi đâu nữa, là đắc đạo đấy, nghe không? Thế thì ở đây, bạn này bạn hỏi là hướng dẫn cho bạn ấy cái cách thực tập thế nào để cho bạn ấy được bào mòn dần dần. Thì Thầy xin đưa ra mấy ý kiến thế này. Đạo Phật mình thì dạy rằng vô ngã vị tha, nghe không? Đấy, tức là khi ta vô ngã thì ta lại hoàn toàn vị tha được. Thế còn bây giờ ta chưa vô ngã thì ta cũng tập vị tha đi, thì sẽ dần dần nó đi đến cái vô ngã. Thế cho nên Đức Phật mới dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, lấy phụng sự ra để bào mòn cái ngã của mình. Cho nên Thầy khuyên bạn Nhung này á, bạn hãy tập những cái đức tính thứ nhất ấy, là biết hy sinh, tập cái đức hy sinh, rồi mình biết nghĩ cho mọi người, lo lắng cho mọi người, giúp đỡ mọi người và quan tâm đến mọi người. Phải tập dần đấy. Cái người nào mà hay biết nghĩ, biết lo cho mọi người thì cái người ấy, cái tôi nó nhỏ đi, nghe không? Còn nếu chỉ nghĩ cho mình, cái gì cũng lo cho mình thì cái tôi nó lớn thêm lên. Đó. Tại sao trẻ con bây giờ nó rất ích kỷ là vì sao? Vì từ bé đến giờ cả nhà cái gì cũng vun vén cho nó. Nó nghĩ là nó sinh ra nó là ông hoàng, là bà chúa, nghe không? Cả nhà phải chiều chuộng thương yêu, cho nên từ bé các cháu đã đón nhận cái hướng mọi người quan tâm đến cháu rồi. Còn chưa bao giờ bắt cháu nghĩ đến mọi người, đòi hỏi các cháu phải nghĩ đến mọi người. Cho nên cái tính ích kỷ, cái tôi của trẻ con bây giờ lớn hơn người ngày xưa rất nhiều. Nó được tô đậm rất nhiều. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cái tôi nó mỏng dần, nó mòn dần? Chính ta phải tu tập cái này. Ta phải vị tha nhiều hơn nữa. Ta tập biết nghĩ đến mọi người, quan tâm đến mọi người, săn sóc mọi người, lo cho mọi người và hy sinh vì mọi người, thì cái tôi của mình nó sẽ mỏng đi. Thưa đại chúng, ví dụ các Phật tử đến chùa sớm, chưa thấy giải cái miếng thảm ra để quỳ cho đỡ đau chân,
ta đi tìm xem thảm ở đâu, ta giải giúp mọi người. Nghe không? Đó. Hay là quạt nó để vị trí chưa đúng, ta đi ta sắp lại cái quạt. Đến chùa, thấy chùa bẩn, ta đi ta quét cái chùa. Vào, ta vào ta thấy một người để dép chưa ngay ngắn, ta xếp lại cái dép. Tất cả thưa đại chúng, cái người biết lo nghĩ, biết vì mọi người thì cái tôi nó nhỏ đi. Đấy là nguyên lý. Chúng ta chưa vô ngã ngay được thì ta hãy tập vị tha, tập vì mọi người. Cho nên Đức Phật mới dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, và có cúng dường chư Phật thì chúng ta mới thành đạo Phật được. Cho nên tất cả chùa chúng ta cũng đang thực hành cái phương châm này. Tăng ni và Phật tử chùa mình bao nhiêu năm rồi đều lấy cái tinh thần phụng sự chúng sinh, nghe không? Làm mọi việc vì lợi ích cho mọi người, vì chúng sinh. Cho nên thế, cho nên người ta đến chùa, người ta hoan hỷ, người ta yêu quý chùa mình là vì cái tinh thần ấy đấy, thưa đại chúng. Thầy rất là khen các Phật tử đã thực hiện tinh thần ấy rất là tốt trong những năm rồi, nghe không? Hoan hỷ phục vụ, hoan hỷ phụng sự một cách rất là vô tư. Đấy là tu đấy, là mình bào mòn cái bản ngã của mình đấy. Đó, thế cho nên ấy, đối với bạn Nhung thì Thầy khuyên bạn bắt đầu phải thực tập nhé. Và nói với Nhung nhưng mà cũng nói với tất cả đại chúng, chúng ta phải thực tập biết nghĩ cho mọi người, biết lo cho mọi người, biết làm vì mọi người, hy sinh vì mọi người, thì cái tôi chúng ta nó sẽ nhỏ đi. Đức Phật của chúng ta trong nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài đều hy sinh vì chúng sinh. Chúng ta nghe những câu chuyện mà Ngài xả thân để cứu cọp đói, cắt thịt thịt để cứu con chim bồ câu. Vô số những câu chuyện, thưa đại chúng, vô số những câu chuyện hy sinh vì chúng sinh. Đó, thế thì với bạn Nhung cũng thế. Bây giờ phải tập tu cái đức hy sinh nhé. Mình phải tu thực tập hàng ngày, từng công việc một. Mình tập đối với ngay người trong gia đình nhà mình, với cha mẹ, với anh em, mình phải tập nhường nhịn, tập giúp đỡ cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ. Xong rồi mình mới mở rộng ra, rồi với bạn bè, rồi với người yêu. Nghe không? Chứ còn trong nhà mình vẫn ích kỷ, mình cũng chả bao giờ biết nghĩ đến cha, đến mẹ, không thương cha, thương mẹ, không biết lo cho ai, thì đối với người yêu mình cũng sẽ ích kỷ thế thôi, thưa đại chúng. Vì cái ấy nó ở trong tâm chúng ta mà. Cho nên chúng ta thực tập ấy, thì thực tập ở đâu cũng được, ngay trong nhà mình đi. Mình hãy biết lo lắng cho mọi người trong nhà, mình sẽ biết nghĩ vì người, thì dần dần chúng ta sẽ mở được cái tâm mình. Cái tâm mình mở rộng ra thì cái tôi của mình nó nhỏ đi. Đấy là cách bào mòn cái tôi, cái bản ngã của mình. Và chúng ta đang tu học Phật Pháp cũng thế. Tất cả chư Tăng, các Phật tử cũng phải đi con đường ấy. Nghe không? Tập biết lo, biết nghĩ vì mọi người thì chúng ta sẽ bào mòn được cái bản ngã của mình. Đó là con đường tu tập đúng với Phật Pháp. Nhớ, chúc cho bạn Nhung là sẽ sớm bào mòn được cái bản ngã của mình, cái tôi của mình. A Di Đà Phật.